Thưa quý vị, dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1 có chiều dài 19,5 km, trong đó đi qua địa bàn thị xã Phú Mỹ là 15,5 km, thành phố Bà Rịa 4 km với 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe dừng khẩn cấp. Tổng mức đầu tư dự án là 5.190 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng là 1.333 tỷ đồng, nguồn ngân sách trung ương là 4.520 tỷ đồng kế hoạch triển khai dự án đã được báo cáo tại cuộc họp ủy ban nhân dân tỉnh vào sáng nay dưới sự chủ trì của ông nguyễn công vinh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo với lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh, ban quản lý dự án khu vực cảng Cái Mép Thị Vải, chủ đầu tư dự án đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1 cho biết, dự án thành phần 3 trong dự án tổng thể này dự kiến sẽ khởi công trước ngày 30 tháng 6 năm 2023, hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ công trình trước ngày 30 tháng 9 năm 2026. Sau khi nghe ý kiến của các sở ngành, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu ba quản lý dự án khu vực cạn cái mép thị vải sớm hoàn thiện kế hoạch triển khai dự án. Trong đó lưu ý về mốc thời gian triển khai, những nhiệm vụ cụ thể đối với sở ngành liên quan để chuẩn bị cho khởi công dự án này. Phó Chủ tịch Ban Dân tỉnh cũng đề nghị hai địa phương có dự án đường cao tốc đi qua là thị xã Phú Mỹ và thành phố Bà Rịa, nhanh chóng chuẩn bị công tác kiểm kê, giải phóng mặt bằng. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắt, phải báo cáo Ủy ban dân tỉnh để có hướng xử lý. Sở Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành khung giá đất, vật thể, kiến trúc, vật nuôi cây trồng để các cơ quan chức năng có cơ sở kiểm kê, đền bù giải phóng mặt bằng, chuẩn bị cho việc khởi công dự án.